TVB kinh điển. Hân hạnh mang đến cho quý khán giả những thước phim kinh điển đã góp phần đưa tên tuổi TVB và sau Hồng Kông ra khắp châu Á với loạt phim võ hiệp kinh điển. Phim hài vui nhộn. Phim gia đình đầy cảm động. Phim tâm lý hấp dẫn cùng những cuộc đấu trí cam go để tìm ra chân tướng sự thật. Kênh phim kinh điển chắc chắn sẽ mang đến trải nghiệm xem phim thú vị đến cho bạn. Hãy cùng TVB thưởng thức kinh điển, ôn lại cảm xúc. Tất cả có tại kênh TVB kinh điển trên YouTube. Quét mã QR để đăng ký theo dõi kênh TVB kinh điển, thưởng thức phim hay. Với sự tham gia của các diễn viên Trần Hào, Điền Nguyễn Ni, Hồ Định Hưng, Quang Lễ Kiệt, Ngao Gia Niên, Dương Tú Tuệ, Quy Lợi, Chu Mễ Mễ, Mã Đề Lộ cùng một số diễn viên khác, giám chế Từ Chánh Khang, diễn viên Long Tiến, Chí Hiếu, Bích Ngọc, Huy Hồ, Ý Nhi, Khánh Văn, Thùy Trang, Anh Luân, Bình Nguyên, Huệ Phùng, kỹ thuật Long Tiến, Khởi Minh, Cẩm Thuận, Ngọc Tuấn. Bộ phim Chơi Với Ma. Tập 4. Vậy cô nói cho tôi nghe, rốt cuộc cô với anh ta là bạn bè hay là người nhà hay là bạn gái hay là đồng nghiệp? Tôi đâu cần phải bối rối như vậy chứ. Dù sao thì trên thế giới này tôi là người hiểu rõ anh ta nhất, anh ta cũng biết mà. Anh tới rồi kìa. Cô có phải là thầy bói Khamilat hay không vậy? Đúng vậy, tôi chính là Khamilat. Người ta nói cô có thể nói chuyện với người đã chết thông qua các lá bài, có phải hay không? Chính xác. Anh muốn tìm người nào? Tôi muốn tìm... Được rồi, anh không cần nói. Người anh muốn tìm là một cô gái, là đồng nghiệp cũ của anh, rất đẹp. Vậy... Được rồi, anh không cần nói. Anh không tin chứ gì? Anh chọn một lá bài, tôi sẽ biết anh muốn hỏi cái gì, toàn bộ bí mật trong lòng của anh. Vậy thì nếu như cô có thể nói chuyện được với cô ấy, vậy cô có thể nói cho tôi biết lần đầu hai chúng tôi đi xa là đi chỗ nào hay không? Lần đầu chúng tôi đi xa là ở Sáng Đầu. Lúc đó gặp bão ở 1 tháng 8 rất là lớn, là Phượng Hoàng. Sáng Đầu. Lúc đó gió rất lớn, mưa rất to, rất lãng mạn. Con Phượng Hoàng đó đứng giữa bão lớn xoay mãi. Chúng tôi lên được Sáng Đầu, nơi nào cũng ngập nước. Xe bus không có, taxi không có. Chúng tôi chỉ còn cách đi vào. Lúc đó ở đó không có người nào cả. Michael thấy rất hối hận, lúc trước sao lại nhận lời xây dựng một khu vườn treo Babylon ở đó. Đủ rồi đó. Thổi như vậy đủ chưa hả? Cứ mười mấy đợt thổi một cánh liên tục như vậy là sao? Thổi như vậy làm sao tôi có thể trồng hoa được nữa đây chứ? Giờ đúng lúc có bão lớn thôi mà. Đáng lẽ cái khu vườn treo Babylon này của tôi là sự kính trọng đối với nền văn minh và cổ tích, có biết hay không vậy? Nếu tôi xây nó ở đây, những người Babylon cũng sẽ sống lại được đó, biết không? Đây không thể là Babylon đâu mà. Anh thực tế một chút đi. Nè. Nè. Cô không sao chứ?
cuối cùng chúng tôi cũng đứng dậy được. Nhưng mặt của chúng tôi bị dính đầy bùn. Vậy tiếp theo là gì? Phía sau nữa không có hả? Hả? Làm cả người ướt hết, còn không làm tiếp nữa sao? Đâu có, đừng có nghĩ những thứ bậy bạ đó nữa đi. Nè, 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 bình tĩnh chút đi. Vừa đỏ vừa trắng, còn bị màu đi rồi kìa. Hả? Cô nói gì vậy? Không có. Nè, 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 sao tự nhiên cô biến mất rồi? Sao cô bỏ đi vậy? Trời ơi, nóng quá. Cô nói cái gì? Vừa đỏ, vừa đen, vừa nóng. Không. Không có. Không. Vì tình cảnh lúc này rất là lãng mạn, cho nên cảm thấy nó nóng. 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 Có rất nhiều hoa. Hoa vừa đỏ vừa trắng. Cứ như là có một cảnh tượng hạnh phúc vậy. Có một phòng baby. Đây cứ như là cảnh tương lai của hai người. Cha, cảnh này rất là đẹp. Cảnh này là cảnh tương lai của hai người. Rất đẹp đó. Kế hoạch lần đó mà tôi phụ trách được gọi là giường treo Babylon. Nghĩa của chữ treo có nghĩa là treo đó. Tiếng Hoa của chữ Babylon được dịch ra có nghĩa là Ba Mỹ Luân đó. Cả câu của nó có nghĩa là một giường cây được treo lên phía trên. Phải đó. Phải đó, phải đó. Là giường cây được treo lên. Cho nên nó không phải là phòng của baby và khu giường ở trong biệt thự. Vì lá bài này nói rằng những người Babylon sau này họ đều phải kết hôn mà. Vậy thì họ sẽ có một gia đình rất là hạnh phúc. Họ còn sinh con đẻ cái nên cần đến phòng baby. À, vậy là lá bài này có thể nói cho cô biết được tương lai, có phải vậy hay không? Đúng vậy, tôi có thể thấy được tương lai. Vậy còn lá này thì sao? Vua đó. Vậy còn lá này? Hoàng hậu. Lá này gọi là magician, có nghĩa là ảo thuật gia. Còn lá này gọi là raestis, tức là cô thầy cúng. Cô không hề biết gì về tarot hết. Vậy anh không thể nói là tôi không biết, nhưng mà có thể chúng ta học theo những cách khác thôi. Cô đừng có ở đây để mà lừa thần gạt quỷ nữa. Cô lừa hết ba anh em của tôi, tôi sẽ kêu ba người họ không đưa tiền cho cô nữa. Này là do họ cam tâm tình nguyện đưa tiền cho tôi thôi nha. Vậy tức là cô thừa nhận mình lừa tiền của người khác? Không phải, không có nha. Không phải lừa tiền khó nghe vậy đâu. Họ thực sự thiếu tiền người ta mà. Cô lừa tiền của ba người họ không đủ, còn tính lừa luôn cả tôi hay sao? Tôi thật sự có thể nói chuyện với cô Khư Dung đó. Cho dù tôi không dựa vào những lá bài này, tôi cũng có thể nói chuyện với cô ấy được. Được, vậy thì cô ấy nói gì với cô vậy? Nè, tuy là cô ấy đã chết rồi nhưng cô ấy vẫn còn ở đây. Cô ấy còn đi qua phòng làm việc của anh nữa. Cô ấy nói là rất nhớ anh. Nè, anh còn không tin thì tôi có thể thề thêm một lần nữa. Nếu như tôi còn lừa anh nữa thì cả đời này tôi luôn gặp xui xẻo. Nè, tôi cảnh cáo cô đó nha. Người chết, những người thân bên cạnh cũng đau khổ lắm rồi. Tôi không biết tại sao cô biết nhiều thứ về Jin nhưng lại đem đi lừa người khác như vậy. Kiếm tiền từ người chết là rất tội lỗi, nó có biết hay không? Cô còn không dừng tay lại thì tôi sẽ báo cảnh sát bắt cô đó. Đi tới báo cảnh sát nghiêm trọng quá ha. Báo cảnh sát? Đúng là làm ơn mắt quáng mà. Giúp anh thôi. Tự nhiên bị nóng máy à? Ý, hết nóng rồi. Hết nóng thì chắc cô ra được rồi phải không? Ôi. Michael đâu? Đi về rồi, lộ hết rồi. Tại sao lại lộ hết? Tôi đâu có biết anh ta nói cái gì đâu. Cái gì mà Babylon, cái gì Babylon. Michael, tôi là Jin nè. Tôi ở đây thật mà. Anh có nghe được tôi nói chuyện không? Michael. Thì ra là điện thoại. Ý, là Ryan. Alo, Ryan hả? Brian. Chờ tôi lâu lắm rồi hả? Đúng rồi.
Nè, tôi đói bụng, ăn trước nha. À, được được. Thịt bò này hình như ngon lắm thì phải. Ừ, thịt bò ở đây đúng là ngon lắm. Cô ơi, cho hỏi cô muốn ăn gì? À, được rồi, đợi người lát sau mới kêu ha. À, dạ được. Michael đúng là hẹn ba tôi rồi. Họ quen biết nhau sao? Rồi. Hèn chi tìm cậu hoài mà không thấy thì ra cậu đi công tác hả? Tôi cảm thấy lạ thật nha. Cuối tháng rồi mà cậu còn chưa đưa tiền vậy. Thật ra tôi rất lo cho cậu có chuyện gì xảy ra đó. Xin lỗi bác nha, dạo này con không thể trả lời điện thoại của bác. À, không cần xin lỗi đâu. Bạn bè với nhau, cậu biết quan trọng nhất là cái gì không? Đối với tôi mà nói, cậu có hay không... Sao giọng nói này nghe quen vậy ta? Mình từng nghe thấy ở đâu rồi? Cậu có khả năng hay không càng không quan trọng. Giống như cậu bây giờ, có tình có nghĩa mới là quan trọng đó. Michael à, tiền chi tiêu mỗi tháng của tôi rất là nhiều. Dung á, nó là đứa con gái rất ngoan. Mỗi tháng nó kiếm được 80 ngàn. Nó cho tôi 40 ngàn tiền nhà. Nói thiệt thì tôi chỉ đủ xài thôi à. Rồi, bây giờ nó không có ở đây. Cũng may có cậu giúp đỡ đó. Nếu không chắc tôi chết rồi. Bác yên tâm đi, Jean không có ở đây. Nếu có gì có thể giúp được, con nhất định sẽ giúp mà. Trời ơi, thì ra một tháng của cô tới 80 ngàn nhiều vậy sao? Trời ơi, thì ra cô hiếu thảo tới vậy hả? Mỗi tháng cho ba của cô 40 ngàn lận hả? Ông ta làm gì có 40 ngàn một tháng chứ? Vậy tức là bao nhiêu? 15 ngàn đó, đủ ông ta xài rồi. Chà, ba của cô nói khoác cũng ghê thiệt đó. À, phải rồi hả? Con đưa tấm xét cho bác trước nè. Bác coi có đúng hay không? À, làm sao không tin cậu được chứ. 40 ngàn đúng rồi. Trời ơi, 40 ngàn bỏ túi ngon lành luôn. Michael à, ba tôi đóng kịch giả tạo như vậy mà anh cũng tin được. Sao mỗi tháng anh cứ để ông ta gạt anh hoài vậy? Cô với tên Michael đó không thân không phận mà anh ta cũng chịu cho tiền ba cô xài. Một là anh ta là đồ ngốc, còn không á thì anh ta như ba của cô nói, anh ta đối với cô cũng được coi là có tình có nghĩa. Chuyện này á đã qua một năm trời rồi, có phải không? Cậu đừng nghĩ tôi là người tốt nha. Vì con Dung để lại tôi phải xử lý hết. Giống như căn nhà đó đi, những loại phí quản lý á đến mấy ngàn một tháng ở chung cư cao cấp đó. Còn nữa, tiền điện nè, tiền nước, tiền ga cũng không có vừa. Cậu nói đi, một tháng ở đó tốn biết bao nhiêu tiền? Con hiểu mà. Đáng lẽ thì tôi cũng muốn tự làm tự ăn. Từ sau cái vụ tìm điện thoại bính nhân đó, giờ thì tôi không còn cái gì hết. Đó, làm tôi phải dẹp tiệm mà còn mắc nợ đầy mình nữa. Đồ điện bính nhân dẹp tiệm hả? Bác yên tâm đi, mai mốt trước khi con đi xa, con sẽ chuyển tiền cho bác trước mà. Michael à, hiếm khi có một người con ngoan như cậu. Cậu đối với con Dung có tình có nghĩa. Thật ra là đúng đó. Nó theo cậu mười mấy năm rồi, nó cũng chưa có... Nó là con gái mà, không lẽ để nó lên tiếng hay sao? Tôi là ba của nó, sinh nó mà cũng không biết nó nghĩ cái gì. À, Lolita hả? Có chuyện gì không? Không có. Không biết có phải dạo này bữa tối thường ở chung với anh, bây giờ không thấy anh, trong lòng buồn bực không thể ăn cơm một mình, cho nên mới gọi điện thoại cho anh. Có anh đang ở đâu? Bây giờ tôi lái xe qua. Anh đang ở đâu vậy? Ờ, tôi đang ở thăm Thủy Bộ nè. Tôi đang ở chim sáo chuỗi, đang qua đây nhanh lắm. Bạn cậu hả? Đi trước đi. À, đi trước đi, đi trước đi. Đi đi, đi trước đi. Vậy con đi trước nha. À, tạm biệt. Này Tôn Thục Mai, đi thôi. Ừ. Tôi nhận ra rồi, ông là Bính Nhân. Chính là ông đã bán cục sạc pin siêu cấp cho tôi. Chuyện gì vậy em gái? Là ông nói đó, điện thoại cần nhất là gì? Là cục pin phải tốt đúng không? Quan trọng nhất là gì? Đồ sạc phải tốt đúng không? Nè, ông có biết lúc sau xảy ra chuyện gì không? Ông giật chết người đó. Cô nói bậy không hả? Cô đổ thừa cho tôi hả? Nè, cái gì nó bậy chứ? Nè, thì ra ông ta là ba của cô sao? Nè, là ông ta bán cục pin cho tôi, là ông ta bán đồ sạc cho tôi, không có liên quan gì tới tôi đâu nha. Nè, mấy tên gian thường như ông á, ông đúng là khoác lác đến hết chỗ chê luôn. Ông có biết sau đó sao không? Tôi phải lãnh hết trách nhiệm đó. Ông thì sao hả? Ông giật chết con của mình rồi đó. Hèn gì ông bị người ta bắt đóng tiền.
Nè, bây giờ cô làm rõ hết rồi chứ gì? Đúng là không liên quan đến tôi mà. Cô bị điên rồi hả? Tự nhiên nói chuyện một mình hả? Thật ra đường xá ở đây hơi phức tạp một chút. Nếu như cô không biết đường, hay là cô đừng có đến. Không sao, tôi tới gần đây rồi. Sao ở đây lại lộn xộn quá vậy? Vậy cô hãy đậu lại một chỗ đi, để tôi qua kiếm cô. Không cần đâu, tôi tới nơi rồi. Không phải lên như vậy chứ, lại gặp cái cô gái đó. Bấm kẹt cái gì chứ bà Tam? Đừng đứng đó cản đường cản lối nữa, tôi đang cần đi gấp. Lái xe xịn bộ hay lắm hay sao? Không biết lái, đừng hòng người ta lái. Bà Tám chết tiệt. Ôi da, cứu tôi với. Xe tông người kìa. Xe của tôi còn chưa đụng vào ông miếng nào đó, tự bắt ông để đâu lao ra đường. Ông còn dám nói tôi? Sợ gì vậy? Được thôi, gọi cảnh sát đi, để coi ai xui biết liền ha. Được thôi, gọi cảnh sát đi. Cũng phải chở tôi đi bệnh viện chứ bà chị. Nè, ông bị khùng hả rồi chứ sao? Có chuyện gì vậy? Mấy cô, anh ta đúng lúc lắm. Ông ta đổ quan cho tôi, nói tôi đụng trúng ông ta kìa. Người quen mà. Quen? Cậu quen cổ hả? Cô đụng trúng tôi phải chịu trách nhiệm chứ. Tôi đụng trúng ông hồi nào chứ? Không hả? Thôi thôi, được rồi. Để tôi Lolita, để tôi đưa bà ấy đi bệnh viện cho cô về trước đi. Hả? Cô hay lắm, cô giỏi lắm đó nha. Ông khốn nạn thì có. Bà ơi bà phải nhìn đường chứ, đụng trúng người ta rồi kìa. Tôi xin lỗi, xin lỗi. Sao rồi, chân cô bác không sao chứ? Đau chết đi được à. Hả? Nè, người cậu hẹn chính là cô ta đó hả? Cô ta lái xe xịn, thân hình bốc lửa. Nè, cho cô biết nha, tôi để mặt cậu mới không tính toán với cổ thôi đó. Xong chưa vậy, tôi đang gấp đó. Con Giang, trời Giang, đừng có sợ, đừng có sợ, đừng sợ, đừng sợ. Trời ơi, bẩn thỉu quá đi. Cô có nhìn thấy không? Đối xử với bà cụ như vậy mà được hả? Mấy người như cô ta, dù mặt có đẹp đến đâu cũng đâu có ích gì phải không? Hey, đúng là để tôi nói trúng rồi. Cô ta đúng là một bà quặng xấu xa mà. Ở trước mặt Michael thì làm ra vẻ như là thiên sứ vậy. Người hai mặt. Vậy không phải anh sẽ rất dễ bị cô ta gạt sao? Hey, biết đâu tên Michael đó quý để cô ta gạt thì sao? Không dùng nữa đâu, cứ đem đi bỏ hết cho tôi. Nè mấy người sáng dạ anh chút đi, làm việc nhanh tay nhanh chân một chút. Mọi ngóc mọi ngách đều phải lo cho sạch cho tôi. Một con kiến, một cục phân gián cũng không được để sót, có biết chưa hả? Nhanh lên! Có sao không vậy? Thôi đừng có cắn vào đi. Đúng là lạm dụng quá đáng mà. Còn ra thuốc diệt côn trùng không à? Còn tôi thì tôi không có thấy cái gì hết. Nè, như đó sao mà đủ chứ? Vào trong đó thịt thêm nữa đi. Nè, cô bày binh bố trận như vậy còn phải làm trong bao lâu nữa vậy? Hả? Tôi chỉ làm việc theo lời dặn của cấp trên thôi. Mới bắt đầu diệt khuẩn diệt sâu bọ thôi mà. Thật ra tôi cũng thấy khó chịu lắm chứ. Chi phí cho việc thay đổi đồ nội thất lại lớn như vậy. Lấy hết quỹ của bộ phận các anh cũng không đủ. Còn nữa nha, cô La vừa mới đặt một cái bàn làm việc mới, dài 6 thước, rộng 4 thước, cũng không biết làm sao mà đưa qua cái cửa được nữa. Quả nhiên là làm việc nhanh gọn ha. Bây giờ tất cả mọi người trong công ty đều biết là cô sẽ vào làm việc ở bộ phận thiết kế rồi. Đúng là hiệu quả tức thời đó. Anh tưởng giờ đó làm việc dễ chịu lắm hay sao? Ở đó vừa nhỏ vừa nghèo nàn. Là tự cô chuốc khổ vào thân thôi. Căn phòng lớn ở bên cạnh cũng có thể làm việc được mà. Là cô tự muốn phục vụ tận nơi thôi. Cũng đâu còn cách nào khác nữa, đành phải tiếp tục làm thôi. Nhưng mà cái tên Michael đó đúng không phải là một người đàn ông bình thường đâu. Tôi dùng hết tất cả các chiêu, đi theo anh ta tới mấy chỗ cũ kỹ đầy sâu bọ dán chuột như vậy, mà anh ta lại không có phản ứng gì hết. Chơi như vậy mới vui chứ. Cái này gọi là có tính thử thách. Ăn nhiều sốt cá hồi quá rồi thì thử ăn chút khoai lang đi. Cái gì mà khoai lang chứ, người ta là nhân tài đó. Thì về phương diện tình cảm anh ta là củ khoai mà. Cô là người chuyên đi chinh phục, còn anh ta là học sinh tiểu học thôi. Cô phải hạ đẳng cấp của mình xuống một chút, chơi vậy mới vui chứ.
Ông Lý, Michael đang ở trước cửa, anh ta nói muốn gặp ông. À, mời vào. Lolita, cô đang ở đây. Nếu vậy thì hay quá. Tôi có chuyện muốn nói với hai người. Hey, dù sao thì hai người cũng làm chung một bộ phận mà. Cùng nhau bàn bạc đi. Nè Michael à, tôi biết anh là một nhà nghệ thuật. Bây giờ có Lolita lo về mặt hành chính cho anh rồi. Không phải hoàn hảo lắm rồi hay sao? Xin lỗi anh, nhưng mà vấn đề chính là ở đây. Tôi muốn góp một chút ý kiến của mình. TVB kinh điển hân hạnh mang đến cho quý khán giả những thước phim kinh điển đã góp phần đưa tên tuổi TVB và sau Hồng Kông ra khắp châu Á với loạt phim võ hiệp kinh điển. Phim hài vui nhộn, phim gia đình đầy cảm động, phim tâm lý hấp dẫn cùng những cuộc đấu trí cam go để tìm ra chân tướng sự thật. Kênh phim kinh điển chắc chắn sẽ mang đến trải nghiệm xem phim thú vị đến cho bạn. Hãy cùng TVB thưởng thức kinh điển, ôn lại cảm xúc. Tất cả có tại kênh TVB kinh điển trên YouTube. Quét mã QR để đăng ký theo dõi kênh TVB kinh điển, thưởng thức phim hay. Mà thật ra thì tôi giúp cô cũng lâu vậy rồi, có phải không? Cô có dự tính gì tiếp hay không? Nghĩ lại thì cái anh Michael đó của cô ngốc đến nỗi tội nghiệp luôn. Mấy lời nói dối của ba cô giả tạo tới vậy mà anh ta cũng tin nữa chứ. Anh ta mà bị cái bà hoàng độc ác đó ăn tươi nuốt sống mất thì cũng không có gì lạ đâu. Nhưng bọn người của Thông cũng đâu có giống là đang bị gì đâu. Tôi ngồi ở đây đoán già đoán non, cuối cùng cũng không biết gì hết. Đúng rồi, rõ ràng tôi nghĩ ra kế hay như vậy, giả dạng cái bà Camilla gì đó để hỏi cái anh Michael của cô, chắc chắn sẽ hỏi được gì đó rồi. Nhưng cô thì tự nhiên trở nên vừa trắng vừa đỏ rồi xẹt một cái, rồi chui vô cái máy điện thoại của tôi, làm hỏng hết mọi chuyện, không có hỏi được cái gì hết. Bộ cô tưởng tôi muốn hay sao? Tôi nghĩ có phải là do tôi xúc động quá, tôi phải bình tĩnh lại thì tôi mới trở ra ngoài được, đúng không? Ê, nè, nghe cũng có lý đó nha. Giống như là bình thường tôi cầm cái máy lên chơi game, chơi lâu quá cái máy bị nóng quá mức nên đùng một cái chậm mạch luôn vậy ha. Nghe cái tên nó thì hay lắm, cái gì mà sống điện não gì đó. Thì ra có nhiều hạn chế như vậy, vừa phải sạc pin, vừa không thể đi quá xa khỏi cái điện thoại. Bây giờ xúc động một chút cũng không được nữa. Nè, cô nhìn cô kìa, là vậy nữa rồi. Thôi thì cứ mặc kệ đi, dù sao thì cô cũng chết rồi mà. Bây giờ ngay cả bài viết tưởng nhớ về cô cũng bị xóa mất, chỉ còn bài viết 7 ngày ở Ý của anh Michael của cô thôi. Tôn Thục Mai. Cô cũng đâu cần như vậy, bình tĩnh chút đi. Cô làm theo tôi đi. Hít sâu vô, hít thở, hít thở, hít thở. Khoan đã. Thở đi. Hả? Cái đống bùa nhù gì vậy? Viết cái gì vậy? Tuyển dụng giám đốc hành chính bộ phận thiết kế. Cô chết lâu vậy rồi, nhà này có còn là của cô không? Nếu không thì lát nữa người ta sẽ tưởng tôi là trộm đó. Sao tôi biết được, dù sao cũng phải thử chứ. Tôi kêu cô vào thì vào đi, có tôi canh chừng có sợ gì chứ. Nhấn vào hai chữ đó đi. 2468 sao? Chà, cả năm rồi còn xài mật khẩu này hay sao? Ê, được rồi kìa. Vào đi. Chà, rồi. Tất cả mọi thứ đều không có gì thay đổi hết. Đóng cửa trước đã. Nè, nhà của cô lớn thiệt đó nha. Cô ở một mình không phải là uổng phí lắm hay sao? Nhưng mà cô lớn thì cũng đâu có được cái gì đâu. Cô đã chết rồi mà. Ý, cái đèn này hình như tôi từng nhìn thấy ở đâu. Cô muốn sợ gì thì sợ, nhưng đừng có làm hư cái đèn của tôi nha. Cô nhẹ tay một chút đi. Biết rồi. Chà, đã quá đi.
thích ngắm sao hả? Cô kệ tôi đi. Trời sáng trưng như vậy cô nhìn cái gì chứ? Cũng đâu có sao để ngắm đâu. Ê, ê, thì ra chỗ này nè, có cây nam châm. Nè, đừng có phá đồ của tôi được không? Thì ra có thể điều chỉnh phương hướng được nữa nè. Nè, bình thường á, có mấy cái ông biến thái thường hay dùng mấy cái thứ này để nhìn trộm mấy cô gái nhà đối diện thôi mà. Cô đừng nói là cô dùng nó để nhìn trộm mấy ông biến thái đó nha. Nè, đừng có phá đồ của tôi nữa. Cái này chắc là tủ áo của cô ta rồi. Trời, đừng có đụng. Tránh ra. Lấy hai cái này ra cho tôi. Không dám đụng vào đồ của cô đâu. Tôi kêu cô lấy đó. Mặc lên thử cho tôi coi. Mặc nó hả? Không đẹp hả? Đẹp chứ. Không muốn mặc thì thôi. Mặc chứ. Xoay một vòng đi. Ra dáng rồi đó. Phải rồi đó. Tôi cũng cảm thấy bộ outfit này hình như rất là hợp với tôi thì phải. Rất có phong cách hành chính của mấy cô. Nè, sao có người tới nhà của cô vậy? Nè, trốn vào trong tủ áo trước đi. Nè, đợi tôi đã chứ. Đợi cái gì mà đợi, đâu có ai nhìn thấy cô đâu. Mọi người cứ vào tham quan tự nhiên đi. Mấy căn hộ loại trung bình này không còn nhiều đâu. Rất là đắt hàng đó. Nè, thì ra ba tôi kêu người lên xem nhà đó. Hả? Ba cô tính bán căn hộ này của cô hả? Nè, căn hộ này của tôi á, tiền trang trí nội thất cũng đã tốn hết mấy triệu rồi. Xem thử đi, nội thất này á, tất cả là hàng cao cấp của Italy hết đó. Chúng ta vào trong phòng xem thử đi. Đây chính là phòng ngủ chính. Ánh sáng rất là tốt ha. Căn hộ này chúng tôi thấy cũng được, nhưng mà giá cả thì hơi chua một chút xíu. Người ta bán chỉ với giá 8-9 triệu thôi, còn anh bán với giá cả chục triệu. Thì đúng rồi đó. Nè hai người, hai người có biết mua nhà quan trọng nhất chính là cái gì hay không? Tất nhiên là phải giá rẻ, thời gian trả góp lâu và lợi nhuận thấp rồi. Tất nhiên là không có đúng rồi. Mua nhà quan trọng nhất đó chính là ngôi nhà. Chỉ cần các người thấy thích là được rồi. Lại ở đây khoác lác nữa. Thì mắc một chút á, có làm sao đâu chứ. Nếu hai người không thích á, thì có rẻ cũng đâu có ích lợi gì. Vậy sao? Vậy thì hẹn chủ nhà ra nói chuyện trước đi. Cậu nói với tôi là được rồi. Bộ ông ta là chủ nhà hả? Thật ra thì cũng không có gì đâu ông Lưu bà Lưu. Nhưng mà chúng tôi định là đợi hai người thấy vừa ý rồi mới nói với hai người mà thôi. Thật ra căn hộ này vốn dĩ là một di sản thừa kế. Hả? Hả? Di sản thừa kế? Di sản tức là có người chết rồi hả? Không có ai chết ở đây hết đó. Chẳng qua là con gái của tôi, bây giờ nó không có ở đây thôi. Không còn ở đây tức là chết rồi còn gì. Bây giờ thủ tục cũng xong xuôi hết rồi, thời gian cũng vừa đúng, không có vấn đề gì đâu. Ê, có người chết, cũng không biết có phải là tại phong thủy của căn hộ này không tốt không. Thì đó, không biết có phải nhà ma không nữa, tôi không mua nữa đâu. Vậy mình đi thôi. Nè ông Lưu Bà Lưu, nè ông Lưu Bà Lưu. Liên là sao hả? Ông Lưu Bà Lưu, ông Lưu Anh Bà Lưu. Hai, nhà ma với nhà thừa kế là hai chuyện hoàn toàn khác nhau mà. Đừng có nói bậy bạ đó. Hai vợ chồng đó đi rồi phải không? Nè, sao cô dụng về quá vậy? Xin lỗi. Không thể như vậy được. Cửa bị khóa rồi mà. Sao lại có người được chứ? Không lẽ là con gái của mình? Mà không đâu, không đâu, không đâu. Khương Bính Nhân, mày đừng có nhát gan như vậy có được không? Trên đời này làm gì có ma chứ. Ông Khương. Nè. Ông nợ chúng tôi 6 tháng tiền quản lý còn chưa nộp. Rốt cuộc khi nào mới nộp? Ê, căn hộ này cả năm không có ai ở, trả tiền quản lý cái gì chứ? Như vậy không hợp quy tắc đâu. Nếu như ông còn không nộp tiền quản lý thì công ty sẽ phải làm theo quy định đó. Nè. Căn hộ này cả năm không có người ở, mỗi một tháng tự nhiên bắt đóng mấy chục ngàn tiền quản lý. Mấy cô định quản lý cái gì đây chứ? Nếu ông đã nói như vậy, chúng tôi còn cách báo lại cấp trên thôi. Tới lúc đó công ty sẽ gửi thư luật sư kiện ông, niêm phong nhà của ông. Tới lúc đó ông đừng nói là tôi không nói ông nha. Nè, đừng có hù tôi nha. Tôi có chuyện muốn nói với cậu đó. Ra đây đi, họ đi hết rồi. Nè, ba của cô đó.
Mỗi tháng gạt hết của Michael gần 40 ngàn, mà cả tiền quản lý cũng không chịu đóng nữa. Đúng là điên thiệt á. Khi làm xong thủ tục thì căn hộ này sẽ được nhanh chóng bán đi thôi. Không được, phải dùng hết mấy thứ này nhanh lên mới được. Cô nhìn cô đi, cô còn nói là cô giống nhân viên hành chính nữa. Cô nhìn cô có miếng nào giống đâu chứ. Cái áo nhăn hết rồi kìa. Nè, lấy cái túi trắng đen đó ra coi. Cái này hả? Đúng rồi. Chắc là qua chuông được đó. Cái gì mà qua chuông? Ngày mai cô cứ mặc như vậy đi với tôi một chuyến. Hả? Cô không giúp tôi thì ai giúp tôi chứ? Sao cũng được, đi một chuyến thì đi một chuyến. Lại ngủ mở mắt nửa quẹo rồi đi thẳng là được rồi. Cô gọi ông ta dậy đi. Sao lại phải kêu ông ta dậy chứ? Kêu cô gọi thì cô cứ gọi đi. Tại sao vậy? Chào cô, cô muốn tìm ai vậy? Tôi tới tìm ai hả? Tôi tới để xin việc đó. Tôi tới để xin việc. Xin việc hả? Cô muốn xin việc gì vậy? Giám đốc hành chính bộ phận thiết kế. Giám đốc hành chính bộ phận thiết kế, tức là chức vụ hồi trước của tôi đó. Mời vào. Nè, gõ lên bàn của ta đi. Gõ đi. Có chuyện gì? Chuyện gì vậy hả? Tôi đến để phỏng vấn xin việc. Tôi đến để phỏng vấn xin việc. Hả? Cái gì? Xin vào làm giám đốc hành chính bộ phận thiết kế đó. Xin vào làm giám đốc hành chính bộ phận thiết kế. Cô đâu có đem hồ sơ gì, làm như vậy không được. Vậy hả? Cô về và đem hồ sơ của cô lên đi. Cô hỏi cô ta là phần hồ sơ này in dòng chữ ưu tiên, tức là sao hả? Phần hồ sơ này in dòng chữ ưu tiên tức là sao? Tức là phải nộp lên cấp trên liền chứ sao? Bây giờ tôi chính là người được ưu tiên, công ty phải ưu tiên tuyển tôi. Bây giờ tôi chính là người được ưu tiên, công ty phải ưu tiên tuyển tôi. Vậy bây giờ cô muốn sao hả? Bây giờ tôi sẽ đi vào phòng nhân sự, việc còn lại sau đó cô không cần biết. Lấy tấm thẻ đó luôn đi. Bây giờ tôi phải đi vào phòng nhân sự, việc còn lại sau đó cô không cần biết. Tôi lấy cái thẻ này nha, cô cứ tiếp tục coi đi. Loại kem thoa giảm béo đó anh giảm 30% cho tôi, có bao nhiêu hàng tôi lấy bấy nhiêu. Sợ tôi bán không hết hả? Ở đây tôi làm trùm đó. Cứ như vậy đi nha. Bye bye. Làm gì vậy? Tôi nhận ra cô. Tôm thuộc mai chứ gì. Tới đây làm gì? Không phải ở đây đang cần tuyển người sao? Nhưng chúng tôi không có tuyển nhân viên tiếp tân. Tôi không phải tới xin làm tiếp tân đâu. Tôi tới chính là để xin làm giám đốc quản lý hành chính bộ phận thiết kế. Cô xin vào làm giám đốc quản lý hành chính sao? Có sao không đó. Cô chỉ là loại quá đát mới tốt nghiệp trung học trường hạng bét không ai cần thôi. Vậy sao đây? Chẳng sao cái gì, còn nghe chưa hiểu hả? Tức là phải tốt nghiệp đại học và cần rất nhiều kỹ năng khác nữa, biết hay không? Nói cô ta lấy hồ sơ xin việc năm 2004 ra, lật trang 32. Cô làm cái gì vậy hả? Dám lấy hồ sơ của tôi hả? Hả? Cô trả cho tôi chưa? Cô không nhớ sao? Năm 2004 có một nhân viên có biểu hiện rất tốt, công ty rất muốn thăng cho cô ấy lên chức giám đốc. Nhân viên đó chính là tôi đó. Nhưng do cô Khương không có học gì đại học, nhưng mà công ty lại rất muốn nâng cô ấy lên chức giám đốc hành chính, cho nên công ty đã thay đổi quy định. Sau này giám đốc hành chính của công ty, cho dù không tốt nghiệp đại học nhưng có năng lực tương đương cũng chấp nhận được. Cô coi lại đi. Đúng là có năng lực tương đương thật. Còn về việc cái gì là năng lực tương đương, cũng chính là phải xem kinh nghiệm làm việc, kinh nghiệm xã hội, năng lực cá nhân của người đó. Sao cô biết là tôi không có? Cho nên Mã Mỹ Trinh cô hôm nay có thể trở thành chủ nhiệm của bộ phận hành chính nhân sự cũng là phải cảm ơn tôi đã khiến cho công ty sửa đổi quy định. Còn cô cũng chỉ là mới tốt nghiệp từ một trường trung học trường hạng bét, quá đát mà thôi. Còn việc tôi có năng lực tương đương hay không thì cô không có tư cách phán xét tôi, bởi vì những người ứng tuyển vào vị trí cấp hành chính phải qua sự sát hạch của giám đốc của bộ phận hành chính nhân sự, cũng chính là cấp trên của cô. Sao cổ lại về đây vậy? Hình như cô ta tự tin lắm đó, còn nói cái gì năng lực tương đương gì đó, tôi cũng không có cách nào hết. Chà, khác hẳn với tờ mà tôi điền hồi trước đó, toàn là một đống bùi nhùi không à. Cô định ứng tuyển giám đốc hành chính đó, tất nhiên là đơn tiếng Anh rồi. First tức là đầu tiên tức là họ rồi. First name là tên, last name là họ. Sao mà phiền phức quá vậy không biết.
À, cái này tôi biết. Sex tức là giới tính, age tức là tuổi tác, còn cái này mà cái gì? Marital status, tình trạng hôn nhân. Nhìn cô chắc cũng không ai thèm rồi, điền single đi. Cái gì chứ? S I G N A L là single chứ không phải là signal. S I N G L E đó. Sao hai chữ này giống nhau dữ vậy ha? Vậy chỗ này điện gì ha? À, đang hỏi cô có thể cống hiến gì cho công ty đó. Điên thiệt đó. Nếu như tiếng Anh của tôi giỏi vậy thì hồi trước đi thi không có bị rớt rồi. Có cần tôi cầm tay cô? Sao? Sao tôi có cảm giác như tôi đang nắm tay cô vậy? Ê, cô điều khiển được tay của tôi kìa. Thôi kệ nói đi, viết tiếp. Hai. Cô ta không cần nhìn tờ đơn mà tay thì viết như máy vậy. Cô ta có bị khùng không vậy? Bao lại gần đó coi thử đi. Trời ơi, đi đi. Điền xong chưa? Tiếng Anh của cô cũng khá đó chứ. Tiếng Anh của tôi không phải là khá. Tiếng Anh của tôi là rất 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 tốt đó. Tôi nhận ra cô. Một năm trước cô làm nhân viên tiếp tân ở đây, nhưng mà có một ngày thì bị đuổi việc rồi. Cô cảm thấy là cô dựa vào đâu mà đòi ngồi lên chức giám đốc hành chính này vậy chứ hả? Tôi dựa vào đâu hả? Một năm trước tôi là một người không thích hợp đến làm một công việc không thích hợp. Còn hôm nay thì tôi là một người thích hợp đến làm công việc thích hợp. Cô cảm thấy mình thích hợp sao? Giám đốc Lê, ông xem bức tranh đằng sau viết cái gì hả? Người tài thì mới được chọn mấy chữ này là do Tào Tháo tự nói đó. Ông ta nổi tiếng là biết cách dùng người, sử dụng người. Quan trọng nhất là tài năng của họ chứ không phải đạo đức phẩm chất của họ. Cho dù người đó có phạm pháp hay giết người đi nữa, Tào Tháo vẫn cứ dùng người đó. Bây giờ tôi có phạm pháp sao? Tôi có từng giết người sao? Tôi chỉ là bị công ty sa thải thôi, có vấn đề gì sao? Nhưng mà nói trước thì cô cũng phải có năng lực mới được chứ. Tôi đã nói rồi, một năm trước tôi là một người không thích hợp đến làm một công việc không thích hợp. Một năm sau tôi là một người thích hợp đến làm công việc thích hợp. Tuy là tôi không có học lực đại học, nhưng mà mọi tri thức và phạm trù của vị trí này tôi đều biết hết. Như là kỹ thuật kết cấu nè, kỹ thuật môi trường nè, các nguyên liệu nè, và kim loại kiến trúc, kỹ thuật quản lý nhà ở, quy tắc kiến trúc và các vật liệu xây dựng kiên cố. Nói chung từ mặt lý luận đến mặt kỹ thuật đến thực tập thực tế tôi đều biết rất là rõ ràng. Tôi nghĩ chắc là anh cũng không thể hiểu được những tri thức chuyên nghiệp chỉ dành cho người chuyên nghiệp, cũng tức là người tuyển dụng tôi và cũng tức là cấp trên tương lai của tôi. Không cần thấy nữa, bây giờ anh mau gọi nội bộ 1328 báo cho anh ấy biết là có một người rất thích hợp đến tuyển dụng một vị trí thích hợp, kêu anh ấy bây giờ đến gặp tôi. Chào cô tìm ai vậy? Tôi đến tìm Michael. Tôi nhận ra cô rồi nha. Cô là tiếp tân năm ngoái đã làm sập tháp nghi của chúng tôi nè. Hey, tôi cũng nhận ra cô rồi. Cô về đây làm gì vậy? Tôi đến tìm Michael để phỏng vấn. Phỏng vấn hả? Cô muốn làm công việc gì? Làm giám đốc hành chính của chúng tôi sao? Nè, vị trí đó là một nửa ông chủ của chúng tôi rồi nha. Cô có thể làm hay sao chứ? Sao hả? Sợ tôi trị không nổi các anh sao? Sợ tôi ở đây mấy anh không làm được việc xấu sao? Việc xấu cái gì chứ? Chúng tôi có làm gì đâu. Không có làm việc xấu. Mấy anh sáng nay, mấy anh đã làm được những gì? Anh xem hình chụp đồ tắm thì rất là tỉnh, nhưng khi làm việc thì chui ngủ gục. Lớn như vậy rồi mà lại còn chơi game như là một đứa con nít vậy. Còn anh nữa, thích coi mấy cái tạp chí lá cải. Mấy cô gái bây giờ chỉ có thích đàn ông nam tính thôi đó. Các cậu như vậy sao tôi yên tâm đi được? Ôi, sao cô biết hết chuyện của chúng tôi vậy chứ? Tôi nhìn ra thôi. Quay về vị trí làm việc đi. Rốt cuộc thì làm sao mới có thể kết hợp được nghệ thuật và thương nghiệp hai cái đó lại với nhau chứ? 10 tầng thương mại và 8 tới 10 tầng chung cư có phải là quá lắm hay không? Dạo đi. Anh
Mỹ. À, cô chờ chút. Cô là người mà trong phòng nhân sự đã gửi lên, có phải vậy không? Ừ. Bộ đồ nhìn quen quá vậy. Là cô. Cô là người mà một năm trước bị chúng tôi. Tôi biết là anh muốn nói cái gì. Câu này của anh hôm nay tôi nghe rất rất nhiều lần rồi. Đúng, tôi là tiếp tân ở một năm trước. Chỉ đi làm mới một ngày thì bị công ty sa thải luôn. Đúng, công ty nói là do tôi làm sập cái tháp nghiêng nên đã sa thải tôi. Nhưng mà hôm nay tôi lên đây để nói cho anh biết rằng thật ra cái tháp đó không phải do tôi làm sập đâu. Cho nên anh không thể lấy lý do này mà không cho tôi làm vị trí giám đốc hành chính được. Nè, sao cô đứng đó tự mình nói cái gì vậy hả? Nè, tôi không biết tại sao phòng nhân sự lại gửi cô lên trên đây. Nhưng mà tôi cũng sẽ không muốn đoán làm gì hết. Tôi chỉ có thể cho cô biết rằng là tôi sẽ không tuyển cô đâu. Anh sẽ không tuyển tôi? Vậy tức là anh vẫn cứ cho là một năm trước là do tôi làm sập cái tháp của anh rồi. Nè, cô có thể đừng nhắc nữa được không? Cô nhắc nữa nãy sẽ nổi nóng đó. Tôi nói sự thật thôi mà. Nè, cái tháp đó tôi đụng cũng chưa đụng qua. Anh đừng có đổ thừa tôi nghe chưa? Tôi không muốn tranh cãi với cô. Tôi chỉ biết một điều rằng vị trí giám đốc hành chính phải là vị trí rất phù hợp với tôi. Tôi thấy rằng tôi và cô không thể nào hợp nhau được đâu. Tôi cũng không cãi với anh đâu. Nói chung cái tháp đó không phải do tôi làm đủ. Nè, tôi đã nói rất rõ với cô rồi. Làm ơn cô đi ra giùm đi. Đi đi. Đi thì đi. Ông chủ như vậy á, sao hay không biết nhận. Có hay không cũng đâu có mất mát gì đâu. Cô không được đi. Hay là để tôi giúp anh. Anh nói rất đúng. Vị trí giám đốc hành chính này phải rất hợp với anh. Họ ngoại trừ trong công việc có thể giúp được anh ra, tôi tin rằng một khi anh mở miệng, cô ấy sẽ pha được một ly cà phê cho anh. À, Gina, cô pha một ly cà phê giùm tôi đi. Ok. Vì bản thân anh quá sốt ruột. Nếu bình thường anh mà nổi nóng thì sẽ rất khó đưa ra một quyết định sáng suốt. Ngay lúc này anh sẽ cần một ly cà phê có thể làm tâm trạng anh bình tĩnh lại. Sau đó anh mới có thể đưa ra một quyết định sáng suốt. Cà phê. À, cảm ơn. Michael à, nếu như lần này có thể đạt được giải thưởng, thật ra... À, không sai, tôi nghĩ ra rồi. Anh Mỹ, hay là anh uống xong ly cà phê này, hãy bình tĩnh một chút. Lúc đó anh mới nghĩ lại, có thật là muốn tôi đi không? Một cơ hội cũng không cho tôi. Mùi vị này có phải giống như mùi vị mà ngày xưa anh thường uống không? Tôi học suốt một năm cũng không thể nào pha được mùi vị này. Tại sao cô lại... Vì tôi... Vì tôi... Vì tôi chính là... Michael! Michael! Em biết anh đang chọn người nên muốn qua đây xem thế nào. Ơ, anh đang uống cà phê hả? Hình như là nói chuyện rất hợp nhau. Ờ, thật ra thì cũng không hợp lắm đâu. Không thích hợp cũng không sao. Lúc trước em có nói với anh em sẽ giúp đỡ anh mà. Là anh tự nói muốn tuyển người thôi. Cô nghe rồi đó, Michael nói cô không thích hợp. Ờ, cô có thể đi rồi, bye bye. TVB kinh điển hân hạnh mang đến cho quý khán giả những thước phim kinh điển đã góp phần đưa tên tuổi TVB và sao Hồng Kông ra khắp châu Á với loạt phim võ hiệp kinh điển.
phim hài vui nhộn, phim gia đình đầy cảm động, phim tâm lý hấp dẫn cùng những cuộc đấu trí cam go để tìm ra chân tướng sự thật. Kênh phim kinh điển chắc chắn sẽ mang đến trải nghiệm xem phim thú vị đến cho bạn. Hãy cùng TVB thưởng thức kinh điển, ôn lại cảm xúc. Tất cả có tại kênh TVB Kinh Điển trên YouTube. Quét mã QR để đăng ký theo dõi kênh TVB Kinh Điển. Thưởng thức phim hay.